Nike Empo Legend Academy TF Emerald phiên bản kỷ niệm 30 năm ra đời và phát triển dòng giày. Với thiết kế cực kỳ độc đáo gồm các họa tiết hình lưới trên bề mặt chất liệu da fly touchless độc quyền hoàn toàn mới giúp đôi giày trở nên mềm hơn, nhẹ hơn và bền hơn so với da tự nhiên, mang lại cảm giác ôm chân cho người dùng, đồng thời giúp trở thành Tempo nhẹ nhất cho đến nay, cũng như khả năng giữ nước ít hơn 55% hơn các phiên bản trước. Phiên bản giày có màu xanh lục chủ đạo cùng các điểm nhấn màu trắng tương phản tạo nên vẻ ngoài độc đáo, hiệu ứng ngọc trai gợi nhớ đến lễ kỷ niệm 30 năm. 30 năm được coi là con số ngọc trai. Trên bề mặt upper fly touchless là các đường vân với chiều dài khác nhau, giúp tăng khả năng kiểm soát bóng bất kể khi bạn thi đấu trong điều kiện khô ráo hay ẩm ướt. Hiện shop nhận order full size cho anh em yêu thích và muốn trải nghiệm mẫu giày nhé.